trận đấu này. Đức cũng về phải không Đức? Con khỏe không? Con nói phải không? Chơi không? Không, hôm nay đâu có khỏe được. Ở đây không có khỏe được. Vậy chơi, vô chơi đi đâu mà khỏe? Con đi đâu con mới khỏe? Nói mà nó đánh này, để mà nó đánh này mà nó cầm cây. Dạ. Yeah. Sao ạ? Giờ bên nào? Giờ bên nay à? Dạ. Yeah. Hôm nay có học không Đức? Không. Sao kỳ ta nghỉ hả giờ? Mấy thằng lâu. Rồi tôi thích nhận. Nghe nghe nhớ 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 ba không kìa, nhìn này chào gì khán giả thì chào ba luôn, chào gì Phụng luôn. Hả? Khỏi đi, ở đây chào cũng được vậy. Chào Đức ơi, chào đi. Chào chào với khán giả đi. Rồi chào cha, chào dì Phụng. Không có chào gì Phụng. Nói đàng hoàng, chúc anh. Mới nãy ai, ai bị bánh này nè. Nè, quýt cái đỏ nở trên. Quýt đỏ chát hết trời. Rồi tôi tới lại. Dạ. Con không sợ, không sợ giờ sao? Nói chuyện đi con, nói chuyện với ba đi. Nói chuyện đó ba nghe đó. Để vô cà không. Để cà không vô mà. Có là quên. Nói nào? Điện vàng lắm, có điện vàng không? Điện nào không điện? Nè, chị ba, tao lấy cho. Không có lấy, ở trên ta thì có kìa, không có lấy. Quá. Cái công nhận là lãi ta. Đu con thì. Cái không phải chú nó xin đâu. Chú nó chú chào. Không phải chú chào, chào lai, chào trà, chào gì, nó chua, nó ăn chua chua. Cái bà kìa mà chào. Đây. Chị em vô cái đắt chi cũng không chị thấy sáng giòn tấu ngày hè mà cũng bởi nó lì nứt cái giòn đâu phải cái gì cậy tôi trà sữa hả nước đá lạnh đúng không đúng không trời ơi nước đá lạnh cũng uống nữa kìa không uống rồi mắt ổng rồi đã chưa mắt nghe mới bớt hả? Có đi, có đi tái khám chưa? Không chưa đi hả? Đóng tiền đâu, khám là không mà đóng tiền gì đâu. Đi đi. Chưa. Đang cơm gì hả? À, mua cái thịt qua uống với cái chiên ngày qua nó bên chua, còn chua cá của bám anh xuống. Cái đậu hả? Còn cái mình muốn này chút cái gì con giả con mua cái đùi nó chuột ấy chiên tương ủa thì đủ của nó mà ừ, đó rồi đùi đưa ra đây để đi chút kia cắm nó mà nó đâu chạy kìa tôi để chỗ đây chuối sáng đi ra ngoài mua đồ nữa chứ chưa có bác chui chui ra lúc nhé những cái ngọn bán ai đâu bán mà bác thương ai thương bây giờ bác thương gà mà ông già con lấy du lịch bác dứt gà đó bác nói đó thiệt mà bác lên cộng đồng mạng bác nói luôn bác nói là kêu Long Phụng là dứt dòng họ bà con thân nhân gì cô xuống lên bệnh gia kêu xe 16 chỗ này nè hình như gần tới người ta gần tới đó qua thấy không biết đâu tôi đâu biết chắc khoảng vài bữa nó xong rồi đó không nó hỏi mà không nó nói vài bữa mới là không biết đâu chắc hai ba ngày nữa tối nghe nó nói chở con khùng về lãnh tiền chắc chắc cái đó gì lắm hai tháng cái gì đấy hai tháng cũng được lãnh tiền ngày mấy không 10, 12, 13 ngày 8 ngày cũng về đấy vậy thì chở dâu đi cho bà
Tôi nói năm hôm mà chị nói cho là mình nhận này. Chứ nếu mà chị không về thì nó cũng khủng với nó nhận được. Không có lĩnh dùng được. Để bảo có này mà không có chắc chết mà không hỏng nhận. Đúng rồi. Một cái hai lên cây đi. Chị không làm cũng có đó. Có. Cơ mình nuôi thì nó không có nhận. Bằng lâm thì tôi không có nghe. Mình nói là không được giờ. Đã nó quyết định gì rồi. Chút mũi Thái Lan luôn. Sao coi trong khi hỏi bà ba còn khăn luôn. Mà nó trở lại nó thấy người ta khăn hơn mình. Buồn không buồn chứ sao không buồn. Đâu không phải, đôi khi giấu nỗi buồn chứ biết sao giờ. Cái vẻ thì ngò buồn à. Ừ. Cái mặt thêm chút nó ớt như tại. Nhớ chuyện này chuyện kia ha. Nhớ làm cái gì? Không nhớ con, không nhớ. Thì cái định đó là đi núi nó vô con này đó, nói đó. Bỏ thì nó bỏ lên xuống xuống. Nó làm được rồi, cái tức của bà Hà nói là cái đợt đi núi là không có đau. Ta không có nói là tôi không có đau. Nhưng mà bà nói là kêu rong nó đông dần ra đi ra thôi. Nếu mà mẹ mày có bệnh đó, thì về, còn không có bệnh thì thôi. Có cái hẳn nữa nha, thì luôn. Bà nói cái rong cũng dặn ra đi ra thì chỉ không có đau. Rồi thành ra nó nói con để hắn về chung với người ta luôn đó. Không để chuyện nào chết bà mới nói là thấy sao cô bà chết rồi cầm cái nó máu rồi thì bà nói cái gì nghe bà nói là người ta tu hành không bao giờ tận cảnh ở luôn có mũi nha chả ở đó tu hành bà giáo hảo bây giờ nó ngày nào lên cũng chửi bà đâu tu đâu bà bên đạo. Đạo hảo. Đạo chứ phải tu. Đi làm phước. Mới làm phước không à. Tu là người ta cạo đầu tăng trai. Tu mới là đạo. Ấy mà đến nói với bà bây giờ tôi cũng già, tôi cũng yếu rồi. Ví dụ giờ đi thì bà cũng ví dụ 50 bữa tôi cũng phải biểu nó về thăm thương chiếc. Tao nói không ăn cơm nha, lúc đó ăn cơm nha. Trưa ngủ thức dậy rồi bà nội cho ăn. Cho bà nội nói chuyện chút con. Bước ra khỏi chỗ này. Bước ra. Để cơm đi cho nó ăn. Cơm đi. Lên cơm đi. Lên cơm đi. Nó nói ăn một gói mày không có bóc. Bóc đi. Bóc đi. Bước đi ra. Phải à. Học sinh không bóc gì với quê. Đi ra không? Đi ra mày. Đánh đi nha. Đánh. Bước ra khỏi chỗ này. Phải à. Mình nói gì chứ. Bước ra khỏi chỗ này. Tao đâu minh mày đâu. Cái gì cái bóc. Bước ra không minh được. Bước ra khỏi chỗ đó mày nấu cơm nha. Ông lì chiến sao gì bà xuống làm một chiếc thuốc cho anh lì ông mua lẻ đi 5-10 bữa bà cũng phải kêu nó về ừ về thăm mẹ mày ba mày hay là cái bà có chết hay là bà sống hay gì bà đuổi đuổi ơ chứ bà đâu đuổi mày nè cắm xuống nha cắm xuống nha cô thấy ăn mà con được con suối bỏ quánh học sinh không có ăn gì ăn gì là hộ nè chưa chưa rồi nè không có chịu đâu bà cái này bà đưa cây này con quánh lắm bà cho con quánh má một quánh bao nhiêu cây quánh ra rồi bà cho thoải mái nó muốn ăn hết con này đi bà để cho nó ở dưới hoài bà không nói cái gì nói ra cái bà nói là bộ bệnh đồ này kia cho thằng này về bữa nay bà xanh á nó đi làm vợ nhưng bà xanh mà loại xanh vàng xanh bệnh á ra đây bà con muốn ăn hết một cái chọc cái tay của đào nè không có năng nỉ gì trơn năng chút nữa bà nội bắt cơm cho con ăn năng nỉ gì nói cho được đi rồi cho ăn nói bà buông ra ta nói độc quyền cũng đúng hả trong khi YouTube là không ai quay hết trơn chỉ hai chồng mới quay
không phải mình gây tình gây giờ bà nói bớt cơm lên con kêu mở đút cho con nè. Không thì thôi chị con muốn gì con muốn gì nó muốn bóc mà nghe không khoan bóc khoan bóc trả bằng cái cây bóc 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 bà nói bớt cơm mình dẫn chung nổi đút anh nghe bới cơm chi nữa nãy giờ chưa đâu chưa tới giờ đâu nội ăn cơm cũng canh giờ nữa hả hả chưa tới giờ đâu giờ này mấy giờ rồi chưa là mấy giờ chết ngày kia tới thứ hai là mấy giờ đồ khổ nó đâu gửi về à bên Mỹ gửi vậy nhưng mà Singapore gửi vậy à, à, mày có chuyện gì mày chơi nội ơi con muốn ăn nghỉ không có năn nỉ không có năn nỉ gì cả ăn cơm thì bà nói nó cơm cho ăn chứ còn cái ăn không thì không là không cho chưa tới giờ đâu chưa tới giờ còn sớm lắm kìa thấy chưa sớm là mấy giờ là cái nội có trời đi đi lên ông nội cho mát đi cái gì cũng biết mà, biết điều không biết lưng lưng thất chừng nào về cái đem cái quạt treo tường nó mắng luôn này dạ mắng bánh con cái quạt treo tường đây cơm rồi cái này quán nhà thờ hả cả nhà mướn mưa tay gì vậy năm năm nha năm con gì nữa rồi ghẻ uống cho mày lì đó nghe tôi mà có can nữa không được bây giờ trẻ tôi bố lì lì trong lì lì đúng rồi quánh đi ăn cơm không ăn cơm không ăn đồ ăn thịt không mà ăn bốc mới chịu lưng lưng thất dài tâm thất luôn quánh đi bảo quánh nữa không đừng khóc âm sùm quánh nữa không tôi suối rồi đó không kêu cơm không ăn à, ăn lấy cục phải không ờ lấy cục lấy đi mình cục bình thường đấy lấy này lấy đi nó cùng một mà không sao đâu để lấy đi lấy đi lấy đi không sao đâu quấn được quấn ngay cái tay được bỏ quấn ngay tay đó ừ. Con không có mình cái này của mình không chịu ăn mình học trò là không có ăn gốc vậy chú nói nhà chú rồi lấy cùng một bà nghe rồi lấy cùng một bà lấy đi cái này xịt này của ai của bà nội hay là của chú mà chú xin giùm không mua cây đi không đừng có cầm nữa rồi lấy đây lấy cục ăn đi thì cục một ăn ngang rồi quá chậm nữa mấy chậm cho lấy cục đó cho cục đi tôi nghiệp đó đi ra khỏi chỗ mắt đi ra ngoài đi khỏi chỗ mắt nó ăn mỡ luôn ăn mỡ không đâu nè nó ăn gì đó ấy còn nó vô trong cái tiệc chính ăn không được nhiêu đâu con nít ăn dụng nó phải ăn nghỉ lâu á chắc là tới tháng nó về nó lãnh tiền cho kim khủng hoặc là như tới đó nó thăm bụt luôn một cái nếu mà hai tháng là nó lãnh đúp được á là nó mới về thăm bụt chứ không có về thăm được liền liền đâu cái gì tôi cũng có tâm. Đó giờ. Thì cha mẹ mình quặn nửa đêm nữa không chứ. Dưới tôi làm ăn dưới mà. Làm ăn gì? Làm ăn gì thì anh nuôi nó nói đó. Nếu mà ở dưới thì phải đi bán 200 tấm vé số, một 100 nó giờ bán dễ quá ha. 200 tấm vé số bán dễ quá. Còn nếu không bán chuyên nghiệp thì chưa được 200 tấm. Còn không. Nổi tiếng bán khác à. Không nổi tiếng bán khác. Rồi nếu mà không bán 200 tấm vé số thì thằng Long phải đi làm cửa sắt. Còn con Phụng mới đi bán vé số. Mà bây giờ cái ý bà vậy Yên Lập đi à. Bà muốn bà bán vé số hay là bà đi làm cửa sắt? Theo tôi làm cửa sắt. Đúng, chính xác. Chứ ai bây giờ mà đi cầm 200 tờ vé số đi bán mà đàn ông mà nó từ hồi nào giờ nó có mua biết là môi bếp có cái gì đâu mà mua bán. Sao lại tôi đi làm mướn thì đi làm mướn đi qua đi làm cửa sắt cũng được mà đòi hỏi đi làm cửa sắt bà cố nậu chim sâu này bà có cho người ta đi làm không mà bà đem theo sao ta làm muốn đi làm gì á là phải chờ má sáng thức chị chừng nào má thức chị đó mới chịu đi làm nhà làm đám cái sáng rồi hôm hổng cài tôi không có điện nữa chứ lúc hổng tôi điện sáng tôi điện hỏi cô chị chứ đừng lại tiếp nhà gửi người ta
rồi cái nó để chờ chim sâu thức ngủ rồi chờ má thức á, rồi mới đi đi rồi đóng tiếp người ta chứ còn má chưa thức là không có đi. Ừ. Dù bà đi làm cứ sắp bà đi mằng mướn cho người ta thì 7 giờ bà mới thức. Ừ. Rồi 4, 5 giờ chiều bà về rồi biết bà nó nậu này sao? Trời ơi, cũng khó lòng lắm, nó nậu vô mà tại lâu không biết nó nghĩ ra rồi sao kệ. Còn nếu bà không làm thì bà cũng đâu quan nó không vậy. Ừ. Bà ăn được cái gì, làm không phải bà dễ ăn đâu. Không phải bà dễ ăn đâu. Sống với cha với mẹ coi sao, còn đi sống với người dân rồi coi biết làm sao. Hết cầu rồi, hết cầu rồi. Gì đấy? Cửa tay vậy? Đất. Cái chuyện này ăn chảy mép luôn. Đấy. Ok. Đi ra được đi cho tao vô. Tới số này. Đi ra được đi. Tới số, tới số. Đi ra được đi cho tao. Làm gì đó? Lì lắm thầy bố. Làm gì vậy? Ừ không. Nó giống là thằng cha nó với mẹ nó cũng y chang vậy đó. Ừ, lì hết. Vậy nó nghe nè Đức ơi. Mẹ nó biết có đau bụng đẻ không mà ngày qua này điện cho hoài tưởng mất nó. Mà nhà chồng thì chết rồi còn nhà chồng. Mà thằng chồng á, vợ đau bụng đẻ cho đi đưa lên nhà thương cho đưa. Trời. Ai biết? Chưa tới ngày. Phải đâu cũng phải đưa đi chứ chưa việc nào. À, ông có bà ông đường xanh vậy, ví dụ ông đau bụng thì cũng phải đưa cho ông đi chứ. Chưa tới giờ sao đi được. Chưa tới giờ xanh á. Sợ gì sao? Nó sợ, nó sợ cái cây á. Quá quánh nó gì sợ. Quấn dữ lắm quấn. Cơ thương là tôi thương như già. Cân dữ lắm cân. Có cái lì là quấn, tôi nóng lên là tôi quấn dữ lắm quấn. Con bên đi sợ quyết được xin. Bởi chim sâu gặp rồi giáo giác nguyên đích chim sâu. Sâu lúc qua này chắc cũng dữ lắm như sâu lắm này nhờ bố. Lâu nhìn là biết rồi, nhìn cử chỉ là nó như cái cách nó sợ. Bớt lấy thịt cho ăn. Con nha. Nó để như con đi nước chai nước chai chai nè. Đức kỳ sáng mời ăn cơm chứ Đức. Đi rồi. Sáng chưa cơm nha Út. Chưa. Cháu mang đi chạy giờ này chưa chưa cơm. Ăn cơm khô hả? Cá kho với miếng trộn phỏng ăn chua. Cái này gì trong đây? Phỏng phỏng thịt kho để trong đây không phỏng không biết giờ nó xong. Ừ. Kim chuyện nữa. Thiệt không? Thiệt không? Đừng có bẩn lắm. Ăn ưa mẹ. Đi ăn chỗ khác rồi kìa. Ăn chua khoa hoài vậy? Ăn ưa. Đi ăn chỗ khác kìa. Đức. Đức. Chạy thủ Đức. Chạy thủ đây. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Cho mẹ ăn với nè. Lên cục chạy đi. Phải ăn dụng. Mở không gì này mở không nè. Nó ăn được tận. Hay thế không. Này bà gọi ha. Hả gì vậy. Dù nó phải ăn tận. Năng năng mép chảy luôn. Chạy mở luôn tận. Dạ. Trời. Vậy. Đức đang ăn cục chà bá luôn người ta. Hả? Ăn ngon Đức. Cái gì mà
mình có lỗi thì mình nhận lỗi, với cái chuyện sao cả. À, biết lỗi mà khắc phục lỗi là một điều quý giá. À, thì đồng cũng sai sót là ở những hoàn cảnh thì đồng chưa sát với Nguyễn. Tôi bây giờ đây xin kết thúc mọi người đón xem video tiếp theo nhé. Xin chào.